Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên video hôm nay em đang gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Hino 700. Đây xin mời anh em sẽ cùng nhìn sơ qua chiếc lốc. Lốc được thiết kế với 4 tay bắt xuyên qua thân. Đây, em sẽ quay lại đúng chiều để cho anh em dễ hình dung. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Tức là hàng liên doanh, hàng Trung Quốc mới 100%. Đây là 4 chân xuyên. Cái thân lốc này thì theo nhà sản xuất thì là nó tương đương với cả cái lốc 15C, như anh em thợ kỹ thuật hay chúng ta thường hay gọi là 15-17C đấy ạ. Đây với cái đặc điểm của dòng lốc Hino loại này thì là 15C, nó không nhỏ như cái dòng 13 đợt trước, và bích của nó thì bắt trên thân luôn. Đây, bắt liền trên thân luôn, anh em có thể nhìn một bích cao và một bích hạ. Buli là chạy bản B một rãnh. Cái cổ của buli lốc nó cũng đua ra một chút. Đây. Đó. Lốc được lắp ghép với nhau qua 4 phần. 4 phần thân lốc, 1 phần đuôi này, đầu và 2 phần ở giữa, kết nối với nhau qua những con ốc xuyên qua thân. Đây. Đây là cái van áp, hay là còn gọi van xả của cái lốc điều hòa này nhé, để bảo vệ khi lốc được hoạt động đấy. Đấy, anh có thể nhìn. Đây chính là cái mặt hít lốc này. Đây là buli chạy rãnh này. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của xe Hino 700. Cảm ơn anh em đã cùng quan tâm và xem video. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.